Sau bao năm dạ gái, BB Trần quyết tâm chuyển giới đập mặt xây lại khiến đồng nghiệp choáng váng. Nhìn thấy thân hình nuột nà vòng một căn đét của BB Trần, không ít người đã chúc mừng anh, cuối cùng cũng được toại nguyện. Mới đây trên trang cá nhân của BB Trần đã chia sẻ hình ảnh thân hình nuột nà cầm vờ lai, quấn đầy băng cùng với đó là vòng một căn đét, nam danh hài, đăng kèm status. Rồi cuối cùng ngày này cũng đã tới khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và nhảy vào hỏi han ngay lập tức. Sau khi có nhiều người hỏi han, BB Trần đã bình luận lại và thông báo rằng do sức khỏe yếu nên chưa tiện trả lời câu hỏi của mọi người, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và độ chênh lệch của ngực. Anh còn hài hước cho biết thêm là do tập tạ nhiều quá nên ngực bị sệ, bác sĩ yêu cầu băng để nâng lên lại. Tuy nhiên, đọc đến đây thì ai cũng biết được nam diễn viên này chỉ trêu đùa mọi người, còn việc chuyển giới nâng ngực là không có. Bởi không thể nào nâng ngực mà lại bay hết hình xăm đi được. BB Trần úp mở khoe ảnh mới lên Facebook khiến ai cũng choáng. Sau đó rất đông bạn bè toàn là nghệ sĩ vào hỏi han anh, Khởi My, Buka và Lê Giang cũng vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, đọc câu trả lời của BB Trần là biết ngay anh đang giỡn. Nhiều người chỉ là điểm bất thường và cho rằng BB Trần đang đeo miếng ngực giả. Hình ảnh bình thường của BB Trần, anh rất thích giả gái và thường xuyên làm điều này. BB Trần không ngại công khai giới tính, bên cạnh đó còn công khai thừa nhận đã có bạn trai.